thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang từng bước hồi phục sau giai đoạn đầy thách thức bởi đại dịch Covid-19. Bình thường mới không đơn thuần là cuộc sống mới, nó còn bao hàm trong ấy những giá trị mới mang hơi thở thời đại. Nhiều doanh nghiệp với tầm nhìn và nội lực vốn có đã không đứng ngoài xu thế ấy, đặt nhiều quyết tâm để cùng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng những giá trị bền vững cho tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn bình thường mới với các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Với tâm thế đó, Podcast là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực số hóa cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cũng mong muốn trở thành một đơn vị tiên phong trong cái dòng chảy chung của thành phố. Chúng tôi đã đầu tư hệ thống thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ những cái công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực số hóa cơ sở hạ tầng, với mong muốn xây dựng một cái mô hình bản sao số cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tiến tới việc hình thành và phát triển một cái đô thị thông minh xứng đáng với vị thế và vai trò của một cái trung tâm đô thị lớn nhất và quan trọng nhất của cả nước. Hiện nay, để lập mô hình số hóa cơ sở hạ tầng, công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Postcos đã đầu tư trang bị nhiều thiết bị hiện đại của các hãng thiết bị công nghệ nổi tiếng thế giới. Riêng đối với công nghệ mới là Mobi Mapping, Postcos đã đầu tư cả một hệ sinh thái hủy, bộ, không, bao gồm quét trên không, máy bay không người lái gắn máy quét laser Stormbee, máy bay không người lái gắn máy quét laser và máy ảnh Matrice M300, quét dưới nước, tàu tự hành Otter với máy đo hồi âm đa tia Norbit, quét trên bộ, máy quét laser di động Teledyne Polaris. Mới nhất, Posco đã đưa về một thiết bị quét laser hiện đại đầu tiên ở châu Á là Trimble MX50. Máy scan Trimble MX50 là một cỗ máy mạnh mẽ, có thể thu thập và xử lý dữ liệu đám mây điểm một cách nhanh chóng và chính xác với những tính năng vượt trội. Kết hợp dữ liệu quét laser chính xác và hình ảnh 360 độ, kết hợp hoàn hảo công nghệ quét laser và khả năng di động, thu thập dữ liệu đám mây điểm chính xác để áp dụng cho việc quản lý hạ tầng, sửa chữa đường xá, công trình. Cài đặt và vận hành đơn giản, dễ sử dụng, cung cấp một chu trình khép kín từ hiện trường đến mô hình, bao gồm thu thập, xử lý, xuất bản, chia sẻ. Trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ Mobi Mapping trong thành lập bản đồ số 3D cũng đang được phát triển và áp dụng vào trong các công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát, đánh giá và lên kế hoạch cụ thể cho các hạng mục liên quan đến dữ liệu không gian thuộc các ngành như xây dựng, kiến trúc, giao thông, cơ sở hạ tầng, v.v. Hiện nay, công nghệ Mobi Mapping trong thành lập bản đồ số 3D đang còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Postcode hiện là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực Scan to Beam và là đơn vị duy nhất sở hữu nhiều dòng thiết bị laser scan hiện đại nhất thế giới. Ở Việt Nam hiện nay, tốc độ đô thị hóa nhanh gây khó khăn trong việc quản lý, quy hoạch vùng và đô thị. Nguồn cơ sở dữ liệu ở dạng 2D hiện tại mà chúng ta đang có là không đủ để đáp ứng trong công việc quy hoạch và quản lý. Để thực hiện công việc đó, cần có một hệ thống thiết bị và phần mềm hiện đại để giải quyết một khối lượng công việc lớn. Postco hy vọng rằng trong tương lai, công nghệ này sẽ được áp dụng và số hóa toàn thành phố để phục vụ cho việc thành lập bản đồ số 3D. Nhờ có công nghệ này mà việc thu thập hay đo đạc dữ liệu phục vụ cho các mục đích được xử lý một cách hiệu quả. Những hạn chế trước đây liên quan đến không gian như khó tiếp nhận, khó ghi nhận hình ảnh hay đo kích thước có thể giải quyết nhanh chóng với công nghệ Mobi Mapping này. Hơn nữa, việc thực hiện cũng được diễn ra ở mức độ nhanh chóng, không tốn quá nhiều thời gian khảo sát như trước đây. Thử tưởng tượng là khi chúng ta số hóa toàn bộ thành phố thì chúng ta sẽ có một mô hình gọi là mô hình bản sao số của thành phố. Thì chúng ta có thể khai thác từ cái mô hình này những cái thông tin liên quan đến quy hoạch phát triển không gian này. Chúng ta có thể khai thác được những cái thông tin như là cơ sở hạ tầng dưới mặt đất và những cái thông tin khác phục vụ những cái mục đích như là bảo trì, bảo dưỡng, duy tu, quản lý thành phố. Thì ngoài ra cái mô hình này chúng ta còn có thể tích hợp được những cái thông tin mà tái hiện lại những cái gì mà đang xảy ra trên thành phố, ví dụ như là thông tin về tình trạng giao thông, tình trạng ngập lụt hoặc là những cái sự cố khác mà nó có thể xảy ra. Thì khi mà biết được những thông tin này á, thì chúng ta có thể xây dựng cho nó những cái kịch bản ứng phó phù hợp. Thì để góp phần cho cái việc mà xây dựng ra một cái hệ thống quản lý thành phố toàn diện và hiệu quả hơn. Thì những cái gì mà tôi vừa chia sẻ đó là những cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến khi mà xây dựng thành phố thông minh trong kỷ nguyên 4.0. Kỷ nguyên 4.0 đã được đề cập rất nhiều trong những năm qua, đặc biệt là tại nước ta. Trên thế giới, nó đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực. Thế nhưng tại Việt Nam, thực tế việc áp dụng còn khá hạn chế. Chắc chắn có những rào cản, khó khăn và nhiều nguyên nhân khác nữa.
Thế nhưng trong tương lai, để xây dựng thành phố đô thị thông minh, buộc phải có sự tiếp cận sát với thực tiễn, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cách mà POSCO đang làm có thể xem là một điển hình để góp phần giúp thành phố tiến nhanh, tiến gần đến đô thị thông minh xứng tầm.